plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry. Strong, cứng cáp, bắt mắt, giá rẻ và dễ cọ rửa. Nhựa là một vật liệu thần kỳ trên thế giới và trong tương lai. Nhựa chắc chắn sẽ chiếm lĩnh thị trường. Vào đầu thế kỷ 20 đã chứng kiến một cuộc cách mạng trong sản xuất và nó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta, khiến cuộc sống tốt đẹp hơn theo những cách khác nhau. Mọi thứ đều được làm bằng nhựa, ngay cả đồ nội thất cũng được tạo ra từ nhựa cho đến những năm 1970. Nhựa cứu sống chúng ta, ngăn không để chúng ta ốm yếu đi, giúp chúng ta đi từ nơi này đến nơi khác. Không một ngày nào trôi qua mà không phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nó, từ quần áo, giày dép, điện thoại. Và loại nhựa tổng hợp hoàn toàn đầu tiên đã xuất hiện đã cho thấy rằng nó thực sự là một loại vật liệu có hàng nghìn công dụng. Trước khi trở thành những sản phẩm phổ biến hiện nay, có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng ưu tiên từ 50 năm trước này giờ lại là một lỗ hổng nguy hiểm. Cốc cà phê nhựa mà chúng ta chỉ sử dụng trong một vài phút sẽ tồn tại trong môi trường của chúng ta đến hàng trăm năm, nếu không muốn nói là hàng nghìn năm mà không bị phân hủy. Ước tính hơn 8 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất kể từ những năm 1950. Vào năm 2016, một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã có một phát hiện có khả năng đảo ngược tình thế trong cuộc chiến chống lại nhựa. Chúng tôi đã tìm thấy trong đất và nước thải chảy tràn trong khu tái chế của chúng tôi ở Nhật Bản một loại vi khuẩn sống trên các chai nhựa. Chúng tôi đã mang chúng đến phòng thí nghiệm để có thể nuôi cấy nó. Chúng tôi cho chúng ăn một chế độ ăn với nhựa polyethylene terephthalate. Đó là nhựa dùng để sản xuất chai lọ, quần áo, thảm hay là những cái gì đó tương tự. Vì vậy, nó là loại nhựa rất phổ biến trong môi trường. Và loại vi khuẩn này đã tiến hóa để ăn được nhiều loại thực phẩm khác nhau tại bãi rác ở Nhật Bản. Nó đã tiết ra một vài loại enzyme, và loại enzyme này thực sự đã phá vỡ chuỗi polymer và phân tử nhựa. Giáo sư John McKeon và nhóm nghiên cứu của ông ấy tại trường đại học Portsmouth, nước Anh, là một trong số các nhóm khoa học trên thế giới hiện đang nghiên cứu tiềm năng của vi khuẩn ăn nhựa. Để hiểu cơ chế hoạt động của vi khuẩn này, chúng ta cần phải hiểu polymer là gì. Nhựa polyethylene terephthalate PET là một loại nhựa cực kỳ phổ biến trong môi trường, được cấu tạo từ hai hợp chất, một là ethylene glycol và hợp chất còn lại là acid terephthalic. Về cơ bản, những hợp chất này được liên kết với nhau bằng các liên kết ester. Vì vậy, bạn nhận được sản phẩm là polyester ester, và đây chính là nhựa của chúng ta. Nếu bạn nhìn vào quần áo của mình, bạn có thể thấy nhãn mác ghi bằng polyester. Đó là những khối hợp chất được liên kết với nhau thành chuỗi dài để tạo ra những loại nhựa này. Và những gì loại enzyme của vi khuẩn này làm là đến và cắt những liên kết này thành các phân tử hình khối. Ông tìm thấy một loại vi khuẩn sống trong một bãi rác. Vậy làm thế nào để ông lấy các enzyme ra khỏi đó? Thực sự việc này làm rất đơn giản. Chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển vi khuẩn này trong phòng thí nghiệm. Sau đó mã hóa bên trong vi khuẩn, đó là một mã gồm 4 chữ cái. Chúng ta có thể rút nó ra và phát triển enzyme đó trong phòng thí nghiệm. Đây là hai loại enzyme riêng lẻ được tạo ra bởi vi khuẩn trong bãi rác và được tìm thấy ở Nhật Bản. Và những gì chúng tôi làm ở trong phòng thí nghiệm là lấy hai enzyme riêng biệt đó. Enzyme thứ nhất tên là PETI và enzyme thứ hai tên là Inheritas, và chúng tôi liên kết vật lý chúng với nhau để tạo ra enzyme chimeric. Và chúng tôi nhận thấy enzyme chimeric này nhanh hơn khoảng 6 lần so với enzyme tự nhiên ban đầu mà chúng tôi nghiên cứu. Vì vậy, những gì chúng tôi làm ở đây là chúng tôi có thể lấy một số kiến thức từ tự nhiên, đưa chúng vào phòng thí nghiệm và sau đó điều chỉnh mọi thứ để làm chúng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đó là những gì chúng ta cần. Nếu chúng ta có một giải pháp tái chế hiệu quả về mặt kinh tế, các enzyme thực sự phổ biến ở khắp nơi trong tự nhiên, và chúng được sử dụng để tái chế và phá vỡ mọi thứ. Con người đang sử dụng rất nhiều enzyme trên cơ thể, và chúng ta sử dụng enzyme mỗi ngày như bột giặt sinh học của chúng ta chứa những enzyme dạng bột có thể phá vỡ những vết ố hay vết bẩn do đồ ăn. Vì vậy, chúng tôi thực sự coi đây là một giải pháp công nghệ hiệu quả. Việc sử dụng các enzyme để xử lý các vật liệu như nhựa thực sự là một hướng đi hợp lý và lâu dài.
Các loại enzyme mà chúng ta đang sử dụng ngày nay trong ngành công nghiệp thực phẩm hay công nghiệp dược phẩm cũng khá chậm chạp khi lần đầu tiên được phát hiện, và qua nhiều năm, chúng tôi đã nghiên cứu để cải thiện chúng trở thành những biến thể nhanh hơn 100, thậm chí là 1.000 lần so với ban đầu. Điều này thực sự mang lại hy vọng cho chúng tôi. Giấc mơ là sản xuất một lượng enzyme công nghiệp có thể đông khô và biến thành bột. Sau đó nó sẽ được sử dụng để phân hủy các chất thải, để rồi chúng ta nhận được là những đơn phân. Đây là những khối liên kết cũng được cấu tạo ban đầu và khí đốt. Chúng giống y hệt nhau, ngoại trừ lần này, bạn có thể tái chế theo phong cách kinh tế vòng tròn vô hạn, và điều này là cái mà chúng tôi muốn hướng đến. Nhưng hiện tại, các enzyme đang phát triển khá chậm nên không có hiệu quả về mặt kinh tế. Nhựa PET có rất nhiều loại. Vậy, việc tái chế của chúng liệu có phức tạp không? Nhựa PET có thể chiếm khoảng 20% trong tổng số loại nhựa, nhưng chúng ta có rất nhiều loại nhựa khác nhau. Polyethylene, túi nhựa, polypropylene cho nhựa cứng hơn, PVC, có nhiều loại khác nhau, và tất nhiên đây là vấn đề. Nếu bạn là một cơ sở tái chế, bạn cần một cách phân loại những thứ này và hiểu giá trị mà vật liệu mang lại. Và đó là một thách thức thực sự. Và chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để đạt được điều này. Chúng ta có xu hướng cải biên đồ nhựa, nhưng thực sự đó không phải là cách mà chúng ta sử dụng chúng, mà đó là cách chúng ta thải bỏ chúng. Đó thực sự là vấn đề. Chúng tôi chưa bao giờ giỏi tái chế đến như vậy, ngay cả khi trước đại dịch. Ngay cả khi những tập đoàn lớn như Danone hay Coca-Cola cam kết tăng lượng nhựa tái chế trong bao bì của họ, thì cũng chỉ được khoảng 9% tổng lượng nhựa từng được sản xuất đã được tái chế. Điều đó khá là ngạc nhiên khi có ít hơn 10 chai nhựa thực sự được tái chế trở thành chai nhựa. Một phần lý do cho điều đó là vấn đề kinh tế, cộng thêm giá dầu giảm đã làm phức tạp thêm vấn đề. Nó có nghĩa sản xuất nhựa mới hoàn toàn còn rẻ hơn rất nhiều. Vì vậy, các nhà sản xuất ít khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế. Các công ty thực sự muốn sử dụng vật liệu tái chế, nhưng nó đắt và thường là kém chất lượng. Đó là do bạn tái chế một cách máy móc. Nếu bạn có bất kỳ chất gây ô nhiễm nào, màu sắc, những thứ cơ bản khác, thì vật liệu đó sẽ mất đi thuộc tính vật chất của nó. Mặc dù mọi người khi vứt chai nhựa vào những thùng màu xanh lá cây để được đem đi tái chế, thì nghĩa là nó sẽ trở thành chai khác, nhưng thực tế, chúng sẽ đi theo một chu trình khác, rồi thật đáng buồn là chúng sẽ lại đi đến bãi rác. Ở thành phố Leipzig, nước Đức, một nhóm các nhà khoa học khác cũng đang nghiên cứu các enzyme phân hủy nhựa, đang nhắm đến mục tiêu là polymer, một loại nhựa có tính hóa học phức tạp. Có 4 đến 5, 6 đơn phân khúc khác nhau trong polyurethane. Chúng tôi thường hay nói là urethane có xương rất phức tạp và rất ổn định. Chúng tôi dùng đế giày để thử nghiệm. Vâng, chúng tôi không muốn rằng sau khi chạy 10 km, đôi giày bị hỏng. Giày thể thao là sản phẩm thường được tạo thành từ nhiều loại nhựa. Khi các sản phẩm được làm như thế này, nó có thể khiến việc tái chế khó hơn và kém kinh tế hơn nhiều. Trong khi công việc phân hủy polyurethane hoặc PU là một nghiên cứu quan trọng của tiến sĩ Hapierber, ông ấy thấy loại nhựa này sản xuất mới có hiệu quả hơn chứ không chỉ tái chế nhựa cũ vì vật liệu bị hỏng sau khi tái sử dụng. Điều đó có nghĩa là thay đổi cách chúng ta tạo ra mọi thứ, như tạo ra đôi giày thể thao, chẳng hạn bằng một loại nhựa kém ổn định về mặt hóa học và từ đó sẽ phân hủy sinh học tốt hơn. Và vì vậy, giấc mơ về loại vi khuẩn kỳ diệu này ăn tất cả các loại nhựa không khả thi lắm. Ông có nghĩ vậy không? Không, thực sự không. Thông thường những vi khuẩn này không tồn tại trong môi trường bãi rác, giống như ứ chuột trong phòng thí nghiệm không tồn tại được trong môi trường thực tế. Môi trường hiện tại không cho phép điều đó. Điều đó có nghĩa đây không phải là ý tưởng đằng sau nghiên cứu của chúng tôi. Câu hỏi đặt ra cho chúng tôi là các nhà vi sinh vật học không phải giải quyết vấn đề rác thải bằng phương pháp sinh học, cái mà chúng tôi gọi là xử lý sinh học. Đây không phải là câu trả lời, mà câu trả lời là chúng tôi sẽ tìm hiểu loại rác thải nhựa và vật liệu nhựa nào tương ứng có thể phân hủy được để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách. Và sau đó, chúng tôi tiến tới nghiên cứu khoa học để cho các nhà hoạch định chính sách những lời khuyên về những gì nên làm và không nên làm. Nếu bạn có thể phát triển một quy trình sản xuất nhựa mà bạn có thể phá vỡ cấu trúc của loại nhựa đó, thì sẽ có rất nhiều loại nhựa. Không có vấn đề về nguyên liệu, và bạn sẽ tốn ít năng lượng cũng như nguồn carbon thấp để tạo ra loại nhựa đó.
Bạn có thể tạo ra các đơn phân, những khối cấu trúc ít tính cạnh tranh hơn. Từ đó, có thể nhìn thấy một sự chuyển đổi kinh tế lớn. Nó không cần phải ngang bằng, nó chỉ cần có cơ hội để các doanh nghiệp có thể nhảy vào và thu lợi. Ý tôi là, chúng ta sẽ sử dụng những công nghệ đó để nuôi một thị trường đang phát triển. Nhựa sẽ tiếp tục phát triển, và nếu chúng ta có nguyên liệu thô, có thể tái chế. Đó là một lý do, là một cách thức để giảm lượng CO2 trong ngân sách carbon.